Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với channel của mình. Mình là Lộc Sutoki. Và trong ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.14 nha các bạn. Và trong ngày hôm nay thì mình sẽ bắt đầu đưa những anh dân làng vào ngôi làng của mình để sinh sống nha. Nhưng mà trước khi đưa mấy anh dân làng vào bên trong ấy, thì mình sẽ xây cho mấy ảnh một cái nơi để mấy ảnh có thể cũng như là buôn bán, cũng như là mình có thể lại đây để trao đổi với mấy ảnh ấy các bạn ơi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ vào trong để chuẩn bị cái vật liệu xây dựng thôi. Và vật liệu xây dựng để làm những cái chòi buôn bán cho mấy ảnh thì cũng rất là đơn giản thôi. Chúng ta chỉ cần chuẩn bị một ít cái gỗ thôi các bạn ơi. Ở đây mình sẽ sử dụng gỗ sồi đi, tại vì mình còn khá là nhiều gỗ sồi nè. Mình sẽ cần thêm một ít len nữa. Ở đây mình sẽ sử dụng nhiều màu len khác nhau để làm phần mái cho máy ảnh nha. Mình sẽ sử dụng len màu xanh lá cây, len màu xanh biển nhạt này, xanh lá mạ. Để coi mình còn màu vàng không ta. Màu vàng hình như mình hết mất tiêu rồi. Ở đây mình còn ít màu nâu nè. Màu nâu mình có thể farm được các bạn ơi. Ở đây mình có một ít cái quả cacao này. Cacao thì chúng ta có thể đổi ra màu nâu ấy. Rồi mình sẽ thu hoạch một ít đi, cũng như là mình sẽ trồng lại luôn nha. Đây mình sẽ trồng lại như thế này nè, để sau này mình còn có cái mà thu hoạch nữa. Rồi ở đây và trồng ở bên đây nữa. Rồi mình sẽ đổi hết số này ra bột nhuộm luôn nha. Đây mình được 17 cái bột nhuộm nè. Hình như trong rương còn được 4 cái nữa là chúng ta được 21 cái luôn. Mình sẽ lấy một ít cái màu hồng này. Giờ mình sẽ ra ngoài và farm thêm ít cái bột nhuộm màu vàng nữa nha. Hiện tại mình chưa có bột nhuộm màu vàng các bạn ơi. Đây mình sẽ chỉ sử dụng bột xương nè và cho vào cái hoa hướng dương thôi. Hoa hướng dương sẽ giúp chúng ta có được cái bột nhuộm màu vàng nha. Đây mình có 30 cái luôn. Rồi giờ mình sẽ cắt bớt những cái thứ không cần thiết vào nè. Rồi tầm này là ổn rồi. Giờ mình sẽ ra ngoài và bắt đầu xây nha. Nhưng mà chưa, mình cần phải lấy thêm ít cái hàng rào nè. Hàng rào này đúng không? Rồi một ít cái để coi mình còn cổng không ta. Một ít cửa sập nữa nè. Mình cần thêm cổng nữa các bạn ơi. Hình như cổng mình hết rồi. Vậy là bây giờ mình phải chế tạo thêm cổng á. Đây mình sẽ chế tạo một cái cổng luôn nha. Nhưng mà mình sẽ cho nó vô cái rương này đi. Hiện tại mình quá trời đầy đồ. Mình sẽ cho vô cái rương này đi. Rồi cắt hết mấy cái len nè, cắt gỗ nè, cắt mấy cái màu vô luôn. Rồi bây giờ chế tạo những cái cổng thôi. Cổng mình sẽ làm khoảng cái này khoảng 10 cái đi nha. Khoảng 10 cái đi các bạn ơi. Đây 10 cái nha. Rồi tầm này lõm rồi đó. Mình sẽ cắt hết vô cái rương này. Và chúng ta sẽ ra ngoài và bắt đầu xây thôi. Lấy cái cúp đập ra. Đấy. Rồi một xíu nữa chắc mình sẽ ép cái cúp sửa chữa của mình vào cái cúp mềm mại không được rồi. Vậy là chắc ép vô cái cúp hiệu suất 5 đi các bạn ơi. Để cho cái cúp hiệu suất 5 mình có dòng sửa chữa và chúng ta có thể sửa lại và tái sử dụng ngay. Rồi và bây giờ mình sẽ xây thật là nhiều những cái chỗ bán hàng luôn nha. Ở đây mình sẽ xây một cái. Và những cái chỗ bán hàng này mình sẽ xây mỗi khu ấy là một cái khác nhau để nhìn cho nó đẹp hơn nha các bạn. Đây mình sẽ sử dụng một ít cái thân gỗ sồi đi. Một cái hàng rào nè. Cái này chắc cũng nhỏ nhỏ thôi các bạn ơi. Cách ra khoảng 3 ô đi nhờ. Sẽ lấy thêm ít cái ván cái đã. Đây mình có ít cái ván nè. Rồi giờ mình sẽ đặt một ô đây. Đặt thêm một ô này. Đó, và anh sẽ đi vô từ hướng nào ta? Chắc anh sẽ đi vô từ hướng này đi các bạn ơi. Rồi giờ mình sẽ đặt một cái cửa sập vào nha. Đây mình sẽ lấy một cái cửa sập nè. Gắn vào đây. Đấy, và phía trước vẫn là cái chỗ bán hàng như bình thường thôi. Rồi sau đó mình sẽ nói lên trên nha. Hiện tại thì mình xây gì thì nó hơi nhỏ quá. Cái này giống như cái chỗ để trao đổi các bạn ơi. Nhưng mà chắc mình sẽ trang trí thêm á. Mình sẽ đập cái này ra đi. Và mình sẽ làm cho mấy ảnh bự bự luôn. 2, 3. Một cái trụ ở đây. Không biết có... hên. Nó giãn cách được cái bức tường của ngôi làng nè. Đó, vậy là ổn rồi đó. Mình sẽ đặt ở đây một cái trụ nè. Ở đây có thể đặt một cái khối cũng được. Đó, và phía trước này vẫn là cái chỗ bán đồ như bình thường thôi. Và phía trước này chắc mình sẽ gắn một vài cái item frame ấy các bạn ơi, để chúng ta biết anh này là bán đồ gì ấy. Hoặc là chúng ta cũng có thể nhìn ảnh mà mình biết là ảnh bán đồ gì nữa các bạn ơi. Tại vì phiên bản này ấy, mỗi anh dân làng đều có một cái đặc trưng riêng ấy. À mà không, cái này mình chỉ cần một block thôi. Hàng rào rồi mới gắn len vào được các bạn ơi. Cái này lên khoảng 2 ô nha. 2 ô nè, tương tự ở đây luôn. Đập ra một cái, dụng cụ mình nó cũng hỏng gần hết rồi. Một xíu chắc mình sẽ sửa hết lại luôn ấy các bạn ơi. Rồi sau đó mình sẽ gắn vào những cục len. Cái này thì chắc mình sẽ xen kẽ màu trắng đi với màu gì ta, màu vàng đi nha. Đó, màu trắng với màu vàng nha. Đây mình sẽ gắn một cục len ở đây. Gắn lên. Cái này làm sọc đi nha. Ok chắc sẽ làm sọc thẳng nha các bạn. Rồi giờ mình sẽ đổi ra một cái cục len màu vàng nè. Khoảng 9 cục đi. Rồi tiếp theo là màu vàng nè. Vàng. Rồi tới màu trắng. Đấy, cũng như là màu vàng ở đây và màu trắng ở chỗ này là xong. Vậy là chúng ta đã được một chỗ bán rồi. Về và phía trên này để đảm bảo cho ảnh không có chạy ra ngoài được ấy thì mình phải gắn vào đây những cái cổng các bạn ơi. Như vậy thì ảnh sẽ không có chạy ra ngoài được, cũng như là để trang trí thêm cho cái chỗ bán hàng ấy. Đây mình sẽ gắn vào vị trí này nè, cũng như là hai cái bên đây. Vậy là xong rồi, nhưng mà
Mình thấy cái này thì nhìn nó hơi ấy nhờ, mình có nên đổi thành những cái cầu thang không ta? Ô, chưa chưa chưa, để mình thử chế tạo mấy cái cầu thang nha các bạn, để xem coi nó có ổn hơn không nha. À, cầu thang đây mình sẽ chế tạo khoảng 8 cái đi, rồi đập cái này tạm ra nè. À, cầu thang ở đây, cầu thang ở đây và một bình ở đây. Gì thì mình thấy nó đẹp hơn nè. Rồi sau đó mình sẽ gắn một cái khung mặt phẳng ở đây là tuyệt vời luôn á. Ở đây thì ảnh không có chạy ra ngoài được các bạn ơi. Đó. Mình chỉ có thể đi vào thôi. Và một xíu nữa mình sẽ trang trí ở phía trong sau ấy. Còn giờ chắc sẽ làm thêm một vài cái chỗ bán hàng nữa. Ở đây một chỗ rồi đúng không? À, mình sẽ làm ở cạnh cái nhà này một cái nữa mà có cái kích thước nhỏ hơn ấy. Chỗ này chắc mình sẽ không trang trí ở bên trong được rồi, chỉ đủ cho ảnh đứng thôi. À, ở đây mình sẽ làm nhỏ một xíu, mình sẽ đặt cạnh ở đây được không nhờ? Ủa, mình sẽ đặt cạnh cái này luôn đi các bạn ơi, tại vì chợ mà, chợ làng thì nó phải san sát nhau ấy. À, trụ ở đây, à, trụ ở đây. Cái này mình có nên đặt, ok chắc đặt trụ bình thường thôi các bạn ơi. Mà cái này thì nó hơi nhỏ rồi, vậy là mình phải cách ra một xíu nha, cách ra khoảng bao đi. 1, 2, 3 nè, là trụ ở vị trí này, cũng như là hai bên đây. Rồi sau đó mình sẽ gắn vào đây là một cái cửa sập ấy, để mình còn đưa ảnh vào bên trong được nữa các bạn ơi. Một cửa sập ở đây nè, những cái cầu thang ở đây. Đó, và những block ở hai bên. Rồi sau đó mình sẽ kéo trụ lên như bình thường thôi. Đấy, cái này thì nó nhỏ hơn rất là nhiều luôn. Rồi một hồi mình sẽ xây một cái bự hơn cái này nữa nè. Đó, mỗi cái thì nó sẽ có một điểm gì đó khác nhau ấy các bạn ơi. Vậy thì nó sẽ đẹp hơn ấy. Ừ, bây giờ mình cần phải chế tạo thêm những cái cổng rồi, tại vì cái chỗ bán hàng nào thì cũng cần cổng hết trơn á. Đây bốn cái nè. Gắn vào đây một cái, vào đây một cái. Đây và ở bên đây là xong. Rồi, sau đó mình chỉ cần gắn len thôi. Cái len này thì chắc mình sẽ sử dụng màu xanh lá cây đi nha. Đó, màu xanh lá cây nha. Rồi, mình sẽ trèo lên một cái nè. Ui ui, phải dùng... Mình quên đem cái dàn giáo ra mất tiêu rồi. Một xíu mình sẽ vô trong để lấy sao các bạn ơi. Mình sẽ đặt tạm những cục len màu trắng trước đi. À, cái nào thì mình cũng sử dụng màu trắng hết các bạn ơi. Cái nào mình sẽ sử dụng xen kẽ như vậy nha. À, màu xanh lá cây đâu? Đây, màu xanh lá cây nè. À, một cục ở đây, ở đây, ở đây. À, ui mình còn thiếu một cục nè, ở đây và một cục màu trắng ở giữa, xong. Vậy là chúng ta đã có được hai cái chỗ bán hàng rồi. Nhưng mà để coi coi giờ mình sẽ làm thêm một chỗ nữa đi ta. À, một chỗ nữa chắc mình sẽ đặt ở vị trí bên đây đi, tại vì bên đây nó gần hết không gian rồi. Một xíu nếu được thì mình sẽ làm thêm một vài cái nhỏ nhỏ ở vị trí này nữa nha. Rồi bây giờ qua chỗ bên đây thì mình sẽ làm một cái, nãy giờ là có cái chiều ngang cái nhỏ, chắc bây giờ mình sẽ làm cái thiệt là cao đi các bạn ơi. Cái này nó sẽ cao hơn bình thường một xíu nha. À, mình sẽ đặt ngay vị trí cái này cách cái nhà khoảng bao, 1, 2, 3, đặt ở đây một cái và cách ra khoảng 2 ô đi, làm số chẵn luôn. À, cái này là cũng là 2 ô, cái này cũng 2 ô, nhưng mà cái này mình sẽ kéo lên cao hơn bình thường nha. À, thường thường kia là 2 đúng không, cái này mình sẽ kéo lên 4, 2 nè, 3 nè, 4, đó, phải lên 4 cái nha các bạn. 2, 3, 4, ở đây là 2, 3, 4 và ở bên đây nữa. Vậy thì nó sẽ rất là cao luôn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu chế tạo. À không, ui mình hết rồi, mình hết mấy cái cổng rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi vào trong ấy để lấy một cái dàn giáo ra để chúng ta có thể sử dụng nha, cũng như là mình sẽ ngủ một giấc cái đã. Trời tối thui rồi, giờ mình cực kỳ ngại sẽ dựng vào ban đêm luôn ấy, tại vì lúc đó chúng ta sẽ bị làm phiền rất là nhiều luôn. Rồi giờ ngủ một cái nha, lấy dàn giáo trước đi để không thôi một hồi quên ngủ. Rồi ngủ một giấc rồi sáng thức dậy chúng ta sẽ ra ngoài và tiếp tục làm những cái chỗ bán hàng nha. Để coi nào, cái đó thì chắc mình sẽ ốp gỗ giống như bình thường thôi ấy. Đó, rồi ra ngoài ốp thôi. Và bên trong thì chắc mình sẽ đặt những cái khối mà tạo ra nghề của ảnh ấy, cũng như anh này thì mình sẽ đặt cái thùng mũ phân này cho anh thành nông dân chẳng hạn, còn anh này thì mình sẽ đặt cái kệ sách ấy để cho anh bán sách. À không, cái là cái giá treo sách các bạn ơi. Đó, đặt ở đây nè. Ở bên đây cũng phải có nữa, nhưng mà ở bên hông thì chắc mình sẽ bên hông chắc mình sẽ đặt cái ván gỗ đi các bạn ơi. Ở mặt trước ấy thì mình mới sử dụng những cái cầu thang thôi, còn bên hông thì mình sẽ sử dụng những cái ván gỗ nha, để nhìn cho nó đẹp ấy các bạn. Và phía trên thì mình cần phải có những cái cổng cái đã. Đây mình sẽ chế tạo thật là nhiều cổng luôn, 14 cái nè, tha hồ mà ha, gắn vào đây luôn. Ui sai rồi, phải đặt ngang mới đúng, đặt như vậy nè. Đây, ở đây đó, cũng như là ở bên đây. Sau khi đặt cổng xong thì mình sẽ bắt đầu làm phần máy nha. Hồi nãy giờ để mình xem nào, phần máy xen kẽ rồi, phần máy một đường thẳng rồi, giờ tới phần máy kiểu gì ta. Mình có nên xen hai cục với nhau không nhờ. Làm cho cái phần máy kiểu như nó khác nhau các bạn ơi, thì nhìn nó sẽ đẹp hơn ấy. Hoặc là phần máy một màu, nhưng mà mình thấy phần máy một màu thì nhìn nó hơi đơn giản, phải làm cho nó sặc sỡ lên chứ, chỗ bán hàng mà.
Giờ mình lại thiếu len thì tình luôn. Thì mình sẽ lấy thật là nhiều len trong người nè, lấy hết màu ra luôn. Đó, giờ thì khỏi sợ và thiếu rồi nha. Rồi trèo lên một cái nè, cái này mình sẽ sử dụng len màu gì ta? Nãy giờ mình chưa có sử dụng màu nâu nè. Cái này chắc mình sẽ sử dụng màu nâu đi các bạn ơi. Sẽ chế tạo khoảng 12 cục. 12 cục len màu nâu rồi với len màu trắng nè. Rồi mình sẽ đặt len màu trắng trước. Màu trắng ở đây. Sau đó mình sẽ hai cục màu trắng, hai cục màu nâu được không ta? Cũng được, cũng được ấy. Cũng được. Rồi, tiếp theo là hai cục màu trắng ở vị trí cạnh bên nha. Hai màu trắng nè, hai màu nâu và hai màu trắng. Tiếp tục là ở bên đây, hai màu nâu. Cái này là hai màu trắng và màu nâu ở đây. Wow, nhìn cũng khá là đẹp nè các bạn ơi. Cũng được, cũng được á. Rồi, một cái ở đây nữa và hai cái màu nâu ở đây. Rồi, vậy là xong rồi. Phần máy gì cũng khá ổn rồi đó. Rồi, giờ mình sẽ bắt đầu đi xuống dưới nha. Và gắn vào đây là một cái này là cái cổng nha các bạn. Cái cửa sập chứ, một cái cửa sập bằng gỗ sồi để chúng ta có thể ra vào nè. Rồi, tạm ổn, tạm ổn. Và cái này chắc mình sẽ thắp sáng bằng những cái đèn lồng đi nha. Để mình vào trong ấy, để mình lấy một ít cái đèn lồng ra rồi chúng ta gắn vào nha. Tại vì mấy cái chỗ bán đồ này mình cắm đuốc thì nó sẽ kiểu như không đẹp các bạn ơi. Phiên bản mới này có cái đèn lồng ấy, trang trí là hết sảy luôn. Đây mình còn hai cái đèn lồng nè, còn một ít hạt sắt đúng không? Mình sẽ đổi hết ra mấy cái đèn lồng luôn. Được thêm tổng cộng là được 8 cái rồi. 8 cái thì tha hồ mà chúng ta gắn vào luôn nha. Giờ thì mình đã có cái cao rồi, có cái nhỏ rồi, có cái vừa vừa rồi. Giờ tới cái như thế nào để cho nó thích hợp ta? Đèn lồng chắc mình sẽ đặt ở vị trí này được không nhờ? Cái này là số chẵn rồi. Số chẵn thì mình hơi khó để đặt nha. Mình sẽ đặt trên phần máy được không ta? Ui, đặt phần máy thì nó hơi cao các ông ơi, nhưng mà mình thấy cũng ổn. Kệ, không sao. Đặt ở ngay cái chỗ đi ra vào có máy ảnh luôn để cho mình dễ thấy nha. Rồi, một cái đèn lồng ngay chỗ ra vào nè. Cái này ra vào là ngay vị trí cái này là đặt ngay chính giữa luôn ấy các bạn ơi, tại vì cái này có một ô bên trong mà. Ra cái đèn lồng sẽ đặt ở vị trí chính giữa nha, ở đây. Đó, cũng như là bên đây. Bên đây thì mình sẽ gắn ở bên hông như cái hồi nãy thôi, là ở đây. Tiếp theo thì mình cần có nên làm cái giếng không ta, thì ngôi làng của mình vẫn chưa có giếng nữa. Nhưng mà thôi, giờ làm thêm một cái chỗ bán hàng nữa đi. Cái này là cao rồi nha. Mình có nên làm có một bức tường không ta? Cái anh đó là sẽ kiểu như là quầy bự nhất trong cái ngôi làng của mình luôn ấy. Ok, chắc mình sẽ làm một chỗ bán hàng à. Chỗ này chắc mình sẽ nhét khoảng 2 đến 3 nhân làng đi. Tại vì chỗ này mình sẽ xây nó bự, thiệt là bự luôn. Rồi, giờ mình sẽ một bức tường này chắc mình sẽ sử dụng bê tông đi nha. Ok, chắc mình sẽ sử dụng bê tông đi các bạn ơi, để cho nó nổi bật nha. Tại vì đây là cái chỗ bán hàng lớn mà. Cho nó kiên cố một xíu. Mình sẽ sử dụng những cái khối bê tông hoặc là đất sét gì cũng được, tùy thôi. Các bạn có vật dụng nào ấy, vật liệu nào thì chúng ta có thể sử dụng vật liệu đó thôi. Mình có bê tông màu xanh nè. Cũng được, cũng được. Bê tông xanh mình đang dư nè. Lấy ra sử dụng luôn các bạn ơi, cho nó tiết kiệm, khỏi cần phải chế tạo thêm ấy. Rồi, giờ thì đi ra ngoài và gắn những cái bê tông xanh lá cây này vào thôi. Xanh lá cây thì nó hơi hơi tệp màu với màu cỏ, nhưng mà mình thấy nó cũng ổn thôi các bạn ơi, không tới nỗi nào đâu. Rồi, ốp qua đây, 1, 2, 3, 4, 5. Có 5 ô luôn. Cho nó thiệt là bự luôn các bạn ơi. Rồi sau đó mình sẽ, cái này là mình sẽ cái phần trụ chắc kéo lên cao luôn đi nhờ. 2, 3, 4, 5 ô luôn. 4 ô thôi các bạn ơi, cao quá thì cũng không có đẹp ấy. Đó. Rồi ở bên hông, đi ra với ngựa. Thôi đi ra. Chỗ đang xây mà. Rồi bên hông thì vẫn như bình thường là mình sẽ gắn vào đây là những cái trụ bằng gỗ sồi nha. Và những cái hàng rào các bạn ơi, chỉ mặt sau là mình sử dụng những cái khối bê tông thôi để làm cái phần tường ấy. Rồi sau đó mình sẽ gắn những cái khung vật phẩm lên đây này. Chẳng hạn như anh này là bán giáp chẳng hạn, mình sẽ gắn những cái bộ giáp này rồi những cái kiếm vào đây. Vậy thì sẽ đẹp hơn rất nhiều luôn. Rồi mình sẽ gắn ở đây một cái nữa nha, một cái trụ nè. Rồi sau đó mình sẽ kéo dài lên trên. Cái này là 1, 2, 3. Cái bằng trụ này chắc cũng là 3 ô nha. 3 ô này. Ở đây cũng là 3 ô, 1, 2 và 3. Ở phía trước thì mình sẽ gắn vào đây là những cái cầu thang gỗ sồi nha. Rồi mình sẽ chế tạo thêm một cái cầu thang gỗ sồi đi. Bàn chế tạo nè. Đặt xuống cầu thang gỗ sồi. Mình hết mấy cái ván luôn rồi. Nãy giờ làm nó tốn ghê luôn đấy các bạn ơi. Chúng ta làm mấy cái này nó tốn ván gỗ lắm luôn á. Rồi làm thêm một lần nữa nè. Rồi cho nó stack lại với nhau. Đấy, mình sẽ có thêm không gian để sử dụng. Ui bé ngựa sao đi vô. Đi ra đi, đi ra đi. Chỗ đang xây mà. Rồi đóng mấy cái này lại. Và đường ra vào chắc là ở bên kia đi. Nãy giờ làm bên trái như rồi, giờ làm đường ra vào ở bên phải đi. Đó, đường ra vào là ở đây và một cái cổng.
Rồi bây giờ tới phần máy nè. Phần máy để coi coi mình nên sử dụng vật liệu gì ta. Mình ăn vô cái đã. Phần máy mình sẽ sử dụng, nãy giờ có màu nâu này, màu vàng, màu xanh rồi, chưa có màu đỏ với màu hồng. Chắc ui màu xanh lá mạ này. Ui để mình thử làm cục. Ui màu xanh lá mạ đẹp lắm nè các bạn ơi. Ui màu xanh lá mạ đẹp cực luôn á. Ui được được được. Nhưng mà khoan, màu xanh lá mạ thì nó sẽ kiểu như là tẹp màu với cái bức tường rồi. Cái này chắc để màu hồng đi nha. Ok chắc màu hồng đi các bạn ơi. Đó, màu hồng nó chưa có bị trùng nè. Mình sẽ làm 15 cục đi. Đó, 15 cục lên màu hồng nha. Tiếp theo là những len màu trắng nè. Rồi sau đó mình sẽ trèo lên và ốp phần máy thôi. Phần máy chắc mình sẽ làm theo một đường thẳng đi nha. Mình sẽ làm theo một đường thẳng nha. Cho giống cái ban đầu đi các bạn ơi. Ở đây nó cũng xa chỗ nãy rồi, chắc nó cũng không tới nỗi nào đâu. Đó, màu hồng ở đây. 1 2 3 4 và ở bên đây. Đấy, vậy là xong rồi. Chúng ta đã có thêm một cái quầy rất là bự luôn. Ui, té rồi. Ở đây nữa. Ui mình thiếu mất tiêu rồi. Giờ mình sẽ làm thêm 5 cục len màu hồng nữa nha. 1 2 3 4 5. Rồi có nên làm phần máy cho nó dư ra một xíu không ta? Mình định làm phần máy cho nó dư ra một xíu các bạn ơi, nhưng mà để mình coi lại cái đã. Thì cái này mình dùng cái trổi là bằng cái thân, thành ra làm dư thì nó sẽ đẹp hơn á. Thôi kệ, để gì cũng được. Rồi giờ mình sẽ gắn thêm một ít cái cổng vào nha. Đó, cái nào cũng vậy, cũng cần phải có những cái cổng các bạn ơi, để cho nó đẹp hơn đó. Và gắn vào. Đó, vậy là hoàn thành thêm cái chỗ bán hàng. Ui hai cái lận. Vậy là hoàn thành thêm cái chỗ bán hàng thứ tư rồi. Đó, vậy là tổng cộng cái làng của mình ấy có tới 4 chỗ bán hàng luôn. Chỗ đó sẽ là một anh này, chỗ này một anh, chỗ này một anh, và chỗ này sẽ là, để coi coi, một hai. Ui chỗ này mình gắn được 3 anh nhân làng vô luôn á, mình cho 3 anh nhân làng vô đây bán cũng được á các bạn ơi. Wow, cũng khá tốt, cũng khá tốt. Rồi mình sẽ đập những cái khối thừa này ra nè. Để xem nào. Ở vị trí này mình thấy còn khá là trống này. Mình có thể trang trí bằng những cái kiểu như là cái đống củi các bạn ơi. Mình sẽ sắp những cái thân gỗ khác nhau ấy lại, rồi chúng ta sẽ sử dụng những cái đường ray để mình đặt ngang, giống như là mình đang buộc cái đống củi vậy. Wow, cũng khá thích hợp để trang trí cho ngôi làng của mình. Rồi mình sẽ lấy một ít cái loại gỗ ra coi. Mình sẽ sử dụng gỗ vân sam nè. Nhưng mà giờ mình đầy slot rồi, mình sẽ cắt bớt đồ cái đã. Rồi mình sẽ lấy thân gỗ rừng, thân gỗ sồi sẩm và một ít cái thân gỗ sồi. Rồi hiện tại mình có 4 cái thân thân gỗ này thôi. Gỗ cái này là gỗ sim gai thì mình chưa có farm nhiều, thành ra mình không có dám sử dụng đâu. Rồi ra ngoài. Mình còn thiếu đường ray nữa chứ. Quên. Cái đường ray là cái để chúng ta buộc lại mà cũng quên nữa. Rồi giờ mình sẽ lấy thêm một ít cái đường ray nha. Khoảng mười mấy cái là được rồi. Đường ray đây mình sẽ lấy mười mấy cái nha. Không, hai mấy cái rồi. Rồi trời cũng gần tối rồi kìa. Wow, mới đây lại một đêm nữa rồi. Mình sẽ hạn chế thức đêm các bạn ơi, tại vì mình sợ mấy con phantom lắm, nó xuất hiện là lần đông lắm luôn ấy, mình khó mà kiểu như đánh lại á. Rồi mình sẽ gắn ở đây một cái đống củi nha, cạnh cái ngôi nhà luôn nè. Đây mình sẽ đặt tạm một ít cái block ở phía sau trước cái đã. Đây một đống củi sẽ có hình dạng như vậy nha. Cái này là gỗ sồi nè. Tiếp theo là gỗ phân sam, kế tiếp là gỗ rừng ở phía trên đi các bạn ơi, và gỗ sồi sẩm ở bên phải. Rồi vậy là có 4 là gỗ luôn. Rồi sau đó mình sẽ gắn vào đây là những cái đường ray ấy, đặt ngang như vậy nè. Sai rồi, phải đặt cạnh như vậy mới đúng đó. Wow, nhìn rất là giống mình đang buộc cái bó củi này lại luôn ấy các bạn ơi. Ở đây, và bây giờ mình sẽ đập mấy cái này ra nè. Rồi chúng ta gắn thêm ô nữa đi cho nó đẹp hơn nha. Đây và ở bên đây. Rồi cái này chắc mình sẽ không làm cho mấy ảnh một chỗ bán hàng đâu, tại vì bó củi tự nhiên, để cho nó tự nhiên thì nó sẽ đẹp hơn các bạn ơi. Ngoài ra mình có nên làm ở chỗ bán gà không ta, thì gà mình có thể dụ vào một cái mấy cái cửa sập ấy rồi mình nhốt lại các bạn ơi. Cũng được nhưng mà coi nào, mình sẽ đặt cái chỗ bán gà này ở phía trên cao một xíu đi nhờ. Mình sẽ đặt những cái cửa sập lại nha. Mình sẽ đặt trước một block đi, rồi sau đó mình sẽ đặt những cái cửa sập ở xung quanh là được rồi các bạn ơi. Ở đây, sau đó mình sẽ gắn thêm một ô ở chính giữa nữa, ở vị trí này. Rồi đóng lại. Rồi sau đó mình sẽ dụ một bé gà vô đây nha. Rồi mình sẽ làm kiểu như là đang treo bán gà đó các bạn ơi. Thích hợp á. Rồi mình sẽ làm một cái trụ ở bên đây nè. Trụ, rồi sau đó là những cái mình còn thiếu một cái tường đá các bạn ơi. Tại vì nếu mình gắn cái hàng rào thì nhìn nó hơi nhỏ một xíu ấy, mình gắn tường đá thì nó sẽ thích hợp hơn. Được. Rồi giờ mình sẽ ngủ một giấc nha. Rồi sáng thức dậy chúng ta sẽ vào trong để lấy mấy cái tường đá và gắn vào thôi. Vậy là chúng ta đã xong được cái chỗ bán gà luôn rồi. Lần này làng mình bán gà luôn nha, tại vì gà mình cũng có khá là nhiều ấy. Để coi nào, tường đá đâu ta. Đây tường đá đây. Ui nhưng mà giờ mình đầy đồ rồi. Cắt bớt đi.
đây tường đá đây, rồi đi ra ngoài thôi các bạn. Rồi và mình sẽ chuẩn bị thêm ít cái hạt giống nữa để mình còn dụ mấy bé gà nữa các bạn ơi. Đập ra, đập ra một hạt giống thôi, đó một hạt giống nè. Rồi ra ngoài mình sẽ làm xong chỗ đó rồi mình sẽ dụ bé gà lên trên luôn nha. Rồi bé gà đâu, bé gà đâu, nãy mới thấy nè. À bên đây, bên đây. Rồi đi theo anh, theo anh. Mình sẽ đặt ở đây một cái, mở cái này ra. Rồi giờ thầm thầm sẽ đi lên đây đi. Vô 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 vô, đi vô, đi vô. Qua đây một xíu, qua đây một xíu nè. Ơ cái này mình. Đúng rồi. Ui đẻ luôn kìa. Bé gà đẻ luôn các bạn ơi. Ừ, ở đây mình có thể gắn cái gì ta? Ở đây nếu mình gắn cái ô như vậy thì không ổn. Mình có chỉnh sửa lại một xíu rồi các bạn ơi. Cái này chắc mình sẽ không cái gắn cái cửa sập ở phía dưới đâu. Mình sẽ làm bán treo phía dưới thôi. Rồi, rồi 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 rồi. Gắn cái thân gỗ lại. À, cái thân gỗ, ui thân gỗ mình cắt hết vô rương rồi. Mình sẽ lấy mấy cái thân gỗ ra cái đã. Đây thân gỗ đây. Rồi ở phía trên mình sẽ đậy lại bằng mấy cái cửa sập nha. Gắn tạm một block ở đây đi. À, gắn tạm ở đây rồi gắn cửa sập lên. Rồi sau đó mình sẽ đập cái block này ra nè. Rồi, mình sẽ dụ bé gà vào trong cái đã. Rồi đi vô, đi vô. Rồi đúng rồi nha. Đóng lại một cái nè. Rồi hết đi gà nha. Ơ. Ui sao gai vậy? Ủa mình nhốt rồi mà. Ui mình nhốt vậy mà cũng đi ra được nữa hả? Đi 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 vô đây, vô đây, vô đây. Ừ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi. Đóng lại một cái nè. Rồi xong. Lần này thì khỏi gà nha. Rồi đây là một chỗ bán gà. Sắp tới mình sẽ làm thêm 2-3 chỗ như vậy nữa để mình bán thật là nhiều bé gà luôn nha các bạn. Chứ giờ có mới có một bé dụ được à. Dụ có một bé đã khó vậy rồi, không biết sau này còn dụ thêm được bé nào không ta. Giờ mình sẽ coi coi. Mình sẽ làm những con đường đi nha. Tại vì chợ mà phải có cái con đường để di chuyển các bạn ơi. Nhưng mà con đường mình không biết dùng cái vật liệu gì. Mình định dùng cái xẻng nè để mình cuốc lên bầy nè. Nhưng mà mình thấy cái này thì nó không có đẹp cho lắm. Có nên dùng sỏi không ta? Để mình vào trong rồi, mình coi mình còn sỏi không cái đã. Tại vì mình có farm rất là nhiều sỏi trong chuyến trước ấy, để chúng ta có thể làm được những cái cục bê tông. Hy vọng lần này vẫn còn được, chúng ta có thể làm được con đường nha. Sỏi đâu ta? À đây 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 đây, mình còn một ít nè. Được 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 nha. Vậy là mình sẽ dùng một con đường bằng sỏi nha các bạn, để chúng ta có thể di chuyển từ cái quầy bán đồ này tới quầy bán đồ khác ấy. Đây mình sẽ cuốc ra một cái nè. À không, đập ra một cái. Đập 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 đập. Rồi sau đó mình sẽ gắn sỏi vào. Đó, con đường đi thì chắc là làm nhỏ thôi các bạn ơi, không cần quá to đâu. Sau đó sẽ đi qua bên đây, dùng cái xẻng nè, đào ra. Đào ra như thế này. Rồi di chuyển qua bên kia thôi. Rồi mình sẽ làm cho nó hơi ngoằn ngoèo một xíu thì nó sẽ đẹp hơn các bạn ơi, chứ đi trên một đường thẳng thì nó sẽ không đẹp cho lắm ấy. Rồi đi qua bên đây. Đó, dẫn tới cái quầy bán hàng. Rồi cái này mình nghĩ là nên rẽ qua bên đây một xíu nè. Đấy, rồi gắn vào những cục sỏi thôi các bạn ơi. Ngoài sỏi thì các bạn cũng có thể làm con đường đi ấy, bằng đá cuội này, bằng cái xẻng dùng chuột phải ấy. Đó, hoặc là bất kỳ bộ lốc nào các bạn thích thôi. Đấy, đường đi gì cũng khá ổn rồi, nhưng mà mình nghĩ là nên mở rộng ở khúc chính giữa này ra các bạn ơi. Tại vì cái diện tích nó có nhiều hơn ấy, thành ra chúng ta có thể mở rộng cái con đường ra được á. Rồi mình sẽ làm con đường ở chính giữa này là 2 ô đi, để nhìn cho nó đẹp hơn nha. Ở đây, cái này đập ra nè. Đập ra một cái. Rồi sau đó mình sẽ bắt đầu đi tiếp thôi. Đi qua bên đây. Đấy, hiện tại ngôi làng mình chỉ thiếu đúng mỗi cái giếng thôi, chắc một xíu mình sẽ làm thêm một cái giếng làng luôn đi các bạn ơi, để cho ngôi làng của mình nó đẹp hơn nha. Rồi ở đây chắc mình sẽ làm con đường 2 ô luôn đi, vô khúc bên trong ấy thì mình mới bắt đầu đi 1 ô thôi các bạn. Ở đây, ở đây, đây. Rồi gắn vào búp 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 ở đây và búp xong. Ngoài ra mình còn thiếu ánh sáng nữa, tại vì đường đi mà phải có ánh sáng chứ. Thành ra bây giờ mình sẽ làm một cái đèn luôn nha. Đèn thì có rất là nhiều cách làm luôn. Đây mình sẽ cho nó cao một xíu như vậy nè. Cao thêm một ít ô nữa đi. Như vậy, cao hẳn nữa. Cao như vậy nè. Rồi sau đó mình sẽ đi vào trong ấy, để chúng ta lấy một cái slab nha. Tại vì mình muốn làm một cái đèn bằng cái đèn lồng các bạn ơi. Đó, mình sẽ sử dụng đèn lồng ấy. Hoặc là các bạn cũng có thể sử dụng những cái cục đá phát sáng cũng được. Để mình xem nè, mình sẽ làm hai mẫu đi. Một mẫu là bằng đá phát sáng, còn một mẫu là bằng cái đèn lồng ấy. Để xem các bạn nè, thích cái mẫu nào hơn nha. Đá phát sáng đâu ta? Đây đây, mình có một ít cái đá phát sáng này, mình sẽ đem ra khoảng một cục thôi. Tại vì mình làm mẫu mà các bạn. Và một ít cái slab bằng đá cội. Đây, slab bằng đá cội. Rồi bây giờ đi ra ngoài và làm cái đèn thôi. Ngoài ra hai bên thì mình sẽ gắn thêm một ít cái cục lá nữa các bạn ơi, để cho nó xanh tươi hơn ấy. Rồi, giờ thì trèo lên một cái nè. Trèo lên.
rồi gắn một cái slab ở phía trên nha. Cái này thì chắc mình sẽ sử dụng đèn lồng đi. Đó, slab như vậy thì mình sẽ gắn đèn lồng lên như thế này. Vậy là chúng ta đã có được một cái đèn rồi. Đập ra. Các bạn thấy ổn không? Để mình làm thêm một cái đèn nữa đi, gần cái chỗ bán đồ nè. Mình sẽ làm cái ở phía dưới ấy là bằng những cái cục đá, cái tường đá nha. Còn phía trên là những cái hàng rào. Hình như mình hết hàng rào rồi, giờ mình sẽ chế tạo thêm hàng rào mới được. Mình sẽ grab ở cái ván này, ván đổi ra que. Từ que mình sẽ làm thêm một ít cái hàng rào như thế này. Vậy là xong rồi, gì được 9 cái luôn. Rồi gắn vào đây, trèo lên một cái nè, gắn đây và một cái ở trên đây nữa. Ba ô thì có vẻ hơi thấp rồi, mình sẽ lên thêm một ô nữa nha các bạn. Thường thường làm đèn thì mình nghĩ các bạn nên làm cho nó cao một xíu thì nó sẽ đẹp hơn á. Rồi gắn qua bên đây và một cục đá phát sáng như thế này. Vậy là chúng ta đã có một cái đèn rồi. Và để đẹp hơn thì các bạn nên gắn những cái cửa sập ở xung quanh đây để cho nó che bớt cái phần đá phát sáng đi thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều luôn. Rồi mình sẽ đổi ra một ít cái ván nè, chế tạo cửa sập như thế này. Bước hạt giống ở đi, giờ hết cần hạt giống rồi. Rồi gắn ở đây, bước vào một cái bên đây. Xong, hai cái mẫu đèn nè. Các bạn thích mẫu đèn nào hơn thì đừng quên comment ở phía dưới nha. Để sau này mình còn làm thêm thật là nhiều những cái đèn như vậy để gắn trong ngôi làng của mình nha. Rồi giờ mình sẽ đập mấy cái thừa này ra nè. Đập các bạn chế tạo luôn, bước hạt giống. Rồi, tạm thời cũng khá là ổn rồi. Công việc còn lại của mình ấy là mình sẽ bắt đầu dẫn những anh dân làng vào ngôi làng của mình để cho mấy ảnh đứng vào bên trong này để bắt đầu cái nhiệm vụ là bán đồ nha các bạn. Cũng như là mình sẽ cắt bớt đồ đi, tại vì hiện tại trong người mình khá là bừa bộn rồi. Ok, giờ mình sẽ dọn đồ một cái rồi chúng ta cùng nhau làm việc tiếp nha các bạn. Ok các bạn ơi, hiện tại thì mình đang dẫn anh dân làng cuối cùng vào ngôi làng của mình ấy. Và nãy giờ mình cũng đã dẫn được kha khá dân làng vào đây rồi. Mình đã cho mấy ảnh đứng vào từng cái chỗ bán hàng hết trơn ấy. Nhưng mà mình vẫn chưa kịp gắn vào đây là những cái đồ trang trí kiểu như là thùng này mình chế tạo hoặc là những cái rương ấy. Để trong thời gian chế tập thì mình sẽ cố gắng gắn vào đây cũng như là trang trí thêm ở xung quanh mấy cái chỗ bán hàng của ảnh nha. Và có một anh dân làng tẩu thoát ra bên ngoài rồi. Mình chưa kịp nhốt anh vào nữa, thành ra mình bắt thêm một anh mới luôn đi các bạn ơi. Rồi ngay tại vị trí này mình sẽ đẩy ánh sát vào nha. Rồi giờ mình sẽ tạm thời dọn một ít cái đường ray nha. Rồi chúng ta sẽ đi vào bên trong ấy để lấy thêm ít cái bột xương nữa, tại vì hiện tại mình muốn sử dụng bột xương để tạo ra cỏ xung quanh làng. Làng mà gì đâu không có cọng cỏ thì nhìn nó cũng hơi kỳ các bạn ơi, nó thiếu đi sự tự nhiên ấy. Rồi giờ mình sẽ đập bớt mấy cái đường ray đi, rồi tạm thời dọn tới đây thôi. Bây giờ mình sẽ vào trong nhà để lấy một ít bột xương ra và tạo cỏ ra nha. Và khi chúng ta sử dụng bột xương ấy thì nó vẫn có tỷ lệ ra những cái bông hoa ấy, cũng rất là đẹp luôn. Rồi không biết trong làng mình có nên làm những cái ao cá không ta, tại vì mình dự định sẽ làm một cái ao cá nhỏ nhỏ ấy để trang trí cho ngôi làng của mình luôn. Nhưng mà chưa, bây giờ mình sẽ lấy bột xương để mình tạo ra cỏ trước cái đã, còn cái đó thì từ từ làm sao cũng được. Và đường đi thì hiện tại mình chỉ sử dụng con đường bằng sỏi thôi nha các bạn. Để sắp tới để coi mình còn những cái mẫu đường nào mà đẹp đẹp không ấy thì mình sẽ áp dụng vào để làm con đường đi cho làng nha. Và cỏ thì mình chỉ sử dụng những cái cỏ nhỏ thôi, không sử dụng những cái cỏ cao đâu, cỏ cao nhìn kỳ lắm. Rồi bỏ bột xương lên nha. Và ngoài ra thì mình cũng cố gắng thêm những cái thùng này các bạn ơi, để chúng ta có thể trang trí thêm ấy. Rồi ui, anh dân làng này hình như là công cụ hay sao á. Đúng rồi, anh công cụ nè. Hình như là anh nâng cấp anh này lên thì mình có thể đổi được những cái công cụ bằng những vật liệu khác, kiểu như là bằng sắt này hoặc là bằng kim cương ấy các bạn ơi. Để sắp tới mình thử trao đổi với một vài anh dân làng nha. Và mình không hiểu tại sao những dân làng chưa qua bên đây đều trở thành những anh ngư dân hết trơn à. Ở đây mình đặt hình như hơi bị nhiều những cái thùng hay sao. Mà anh thành ngư dân hết trơn rồi nè. Để sắp tới mình đặt thêm những cái khối dạy nghề khác để cho ảnh đổi nghề thôi. Chứ làng mà ngư dân không, làng mình đồng bằng mà đâu phải quen biển đâu, mà trở thành ngư dân hết sao được. Rồi cho đây một ít bột xương nè, đập ra bớt nha, cũng như là ở bên đây nữa. Rồi vậy là có cỏ rồi. Rồi đập cái này ra nè, mình còn 5 cái, mình sẽ cho bên đây một cái, cho bên đây một cái, cũng như là cho ở gần nhà mình luôn. Rồi vậy là đẹp rồi nha. Rồi đập bớt ra nè. Xong. Chắc mình sẽ phải làm thêm một con đường nữa dẫn từ cổng qua cái con đường mòn này nè. Đó, như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã làm xong được cái chợ làng rồi, cũng như là trang trí sơ sơ các bạn ơi. Trong thời gian diễn hết tập thì mình sẽ cố gắng hoàn thiện cái chợ làng hơn nha. Còn bây giờ chắc mình sẽ vào trong ấy để chúng ta có thể sửa lại những cái dụng cụ này. Hiện tại dụng cụ mình nó hỏng gần hết rồi. Rìu còn có 200 mấy đô bền, cúp thì còn có 100 mấy đô bền thôi. Giờ mình sẽ sửa hết luôn nha. Và kiếm thì chắc sắp tới mình sẽ cố gắng enchant thêm một cái kiếm mới nữa để chúng ta có thể dễ dàng đánh những cái
cái con zombie chết đuối hơn nha các bạn. Lần trước mình ăn chanh nhưng mà nó lại mất cái dòng hại thay ma mất tiêu rồi. Giờ mình sẽ ăn vô một cái nha. Để xem nào, mình sẽ rửa cái gì trước ta. Mình nghĩ là mình sẽ sửa cây rìu lại trước các bạn ơi, tại vì như đây là cây rìu thứ hai của mình á, đó giờ mình cực kỳ ít sửa rìu luôn, tại vì rìu mình dùng khá là lâu hư các bạn ơi. Giờ mình sẽ cắt bớt mấy cái đường ray vào nè, cắt bớt những cái xe mỏ đi, cũng như là những cái đường ray tăng tốc ở đây. Rồi sau đó mình sẽ lấy kim cương ra và chế tạo thêm một cây rìu mới. Rồi sau đó mình sẽ ép vào cây rìu cũ nha. Đây mình sẽ sử dụng một ít kim cương ở đây và chế tạo cây rìu thôi. Rìu enchant luôn các bạn ơi. Giờ mình còn 31 level nè. Ngọc Luli đâu ta? Đây ngọc Luli đây, mình sẽ đổi ra một ít cái viên ngọc Luli nha. Rồi enchant chấm hỏng 3. Rìu chấm hỏng khá là tốt nè, hy vọng nó sẽ có thêm hiệu suất nha. Búp. Hiệu suất 3, cái này là hiệu suất 4. Cũng không tốt cho lắm nha. Để mình xem coi trong đây có những quyển sách enchant nào chúng ta có thể ép vào được không nha. Hiệu suất 3. Cái này ép được nè. Mình sẽ ép quyển hiệu suất 3 vào cái cây rìu của mình ấy, là đã được hiệu suất 4 rồi. Hiệu suất 4 thì chúng ta sẽ được hiệu suất 5. Rồi ok. Giờ vậy là mình đã có được một cây rìu hiệu suất 5 rồi. Tổng cộng mình đã có được hai món hiệu suất 5, đó là một cây cúp hiệu suất 5 và cây rìu hiệu suất 5 ấy. Khi đó mình sẽ chặt cây rất là nhanh luôn. Rồi ép hai cây này lại với nhau như vậy. Mình sẽ lấy 12 đi cho nó đỡ tốn kinh nghiệm nha. Rồi hư luôn rồi, hư mất tiêu cái đe mình luôn rồi. Cái đe mình dùng nhiều quá rồi các bạn ơi. Đặt lại nè. Và có bạn góp ý Lộc ấy là anh xanh lại dùng kim cương để trang trí, vậy thì phí lắm. Thành ra bây giờ chắc mình sẽ đổi lại một xíu nha, để mình tìm một cái block nào đó đẹp đẹp rồi mình sẽ gắn vào phía dưới, để không thôi các bạn lại bảo mình không phí kim cương nữa. Ở trong nhà mình hiện tại thì không có block đẹp các bạn ơi. Mình thấy những cái khối những cái khối đá underside đánh bóng này cũng khá là đẹp nè. Nhưng mà chưa, để mình coi còn khối nào đẹp hơn không nha. Hiện tại thì chỉ hình như trong Minecraft có những cái cục gốm sành mà nấu lên đúng không ta. Để mình thử nấu lên thử các bạn ơi. Đây gốm sành nè, mình sẽ nấu nó lên thử nha. Nấu một cục coi. Ui nấu được nè. Ui hình như nấu lên ấy thì nó sẽ tạo ra hoa văn ấy. Nè. Ui hay nha. Ủa mất tiêu rồi. Ủa mình mới nấu lên mà. Ủa sao mình bấm qua đây cái mất tiêu rồi. Ủa mất cục gấm sành luôn hả ta. Nè được nè. Nó tạo ra hoa văn cũng khá đẹp nè các bạn ơi. Cái này hình như cần 4 cục để nó kết nối lại với nhau á. Để mình nấu thêm 3 cục nữa. Wow, cái nó có hoa văn nè. Được á. Nhưng mà cái hoa văn này nó không phù hợp cho cái cửa cho lắm. Còn có nào đẹp hơn không ta. Mình hình như kính thì nó không. Hình như piston nó có đẩy được kính không ta. Không biết piston nó có đẩy được kính không nữa. Nhưng mà dùng kính thì nhìn xuyên qua rồi thì nó sẽ mất hay đi các bạn ơi. Đây được 2 cục rồi nè, để mình đặt vô coi. Cái này phải đặt bên đây mới đúng. Như vậy nó sẽ tạo thành một cái hoa văn rất là đẹp luôn nè. Như vậy thì sao? Nè. Ủa nó tạo thành cái bông ấy các bạn ơi. Ui cái bây giờ mình mới biết luôn á, nó đẹp nè. Wow. Nó đẹp cực luôn á. Để mình thử nấu hết tất cả các loại gốm coi, gốm nào là đẹp nhất nha. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đập những cái khối kim cương này ra này, và thay vào đó là cái khối thạch anh nha, tại vì mình thấy cái khối thạch anh là cái khối thích hợp nhất để làm rồi. Đó, gắn vào đây 1 2 3 4 5 6 7 và 8. Rồi. Vậy là chúng ta đã xong cái cánh cửa tự động nha. Các bạn bảo mình là hơi phí kim cương cho nên bây giờ mình sẽ đổi lại thành thạch anh để cho nó đỡ phí hơn nha. Và mình cũng đã đặt hết những cái khối gốm sành được nấu rồi nè. Nhìn cái hoa văn nó đẹp chưa các bạn ơi. Đây chính là cái gốm sành đỏ nè, gốm sành xanh lá mạ, gốm sành màu hồng này, cái này là gốm sành màu nâu, còn cái này là gốm sành màu trắng nè, còn cái này là xanh nước biển, cái này là xanh nước biển nhạt. Cái nào mình thấy hoa văn cũng đẹp, nhưng mà ở đây chắc mình sẽ thích nhất ấy là cái màu trắng này nè các bạn ơi. Nhìn họa tiết nó đẹp ghê luôn ấy. Còn cái này thì nó hơi tối một xíu,
cái này thì cũng tạm ổn đi. Còn cái này thì cái chi tiết nó thì nhìn nó hơi hơi choáng một xíu các bạn ơi, nó cứ hơi cong 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 như vậy này. Và cái này cũng khá là đẹp nè. Nói chung cái nào thì cũng có một vẻ đẹp riêng của nó hết các bạn ơi. Và các bạn thích cái gấm sành màu nào ấy thì quên comment phía dưới nha, để sắp tới có gì mình làm sàn ấy, mình sẽ chế tạo những cái khối gấm sành này này để chúng ta ốp bằng sàn để cho nó đẹp hơn nha. Rồi giờ mình sẽ đi qua một lần nữa. Bây giờ mình cực kỳ thích những cái cánh cửa tự động như vậy nè các bạn ơi. Thích ghê chưa? Rồi chắc bây giờ mình sẽ đi lên để cất kim cương nha các bạn. Ok các bạn ơi, như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã hoàn thành cái chợ làng của mình này, cũng như là trang trí sơ sơ rồi. Trong thời gian giữa hai tập thì mình sẽ cố gắng trang trí hoàn thiện cái ngôi làng của mình nha. Ngoài ra thì mình cũng đã làm được một cây rìu mới này, nó có hiệu suất 5 lần các bạn ơi, rất là tốt luôn. Cũng như là nghịch nghịch với mấy cái khói gốm sành này. Và trong thời gian sắp tới nếu các bạn muốn mình xây dựng, chế tạo hay là làm những cái gì mới thì đừng quên comment lên phía dưới nha. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những tập tiếp theo. Bye bye.